Bây giờ là 8 giờ 25 phút sáng. Đoàn chúng tôi là gồm có Khô Nguyên và Hoàng Ngữ đang quay phim á. Vừa tới Nha Trang thì bây giờ cái địa điểm đầu tiên chúng tôi tới là 16 Lê Lai, là nhà thờ Nha Trang, để liên hệ cho ban liên chúng ta một cái nơi ở. Nhưng mà vì người chịu trách nhiệm chưa đến nên khoảng nửa tiếng nữa thì chúng ta sẽ quay lại. Vậy chúng ta sẽ đi ăn sáng rồi đó. Chào các bạn. Xin chào các bạn. Các bạn, đây là món bún cạnh chả cá, rất là đặc sản ở Nha Trang. Có cá thu và chả cá với lại tương ớt, rất là hấp dẫn. Nếu có cơ hội thì xin mời các bạn sẽ đến dùng thử. Và bây giờ chúng ta quay trở lại nhà thờ Nha Trang. Các bạn thấy hẳn là chúng ta, một số anh em ta đi trong cái đợt cách đây 2 năm đã biết nhà thờ Nha Trang đã được xây dựng lại, tôi cho rất là đẹp. Chúng ta sẽ ở phía sau cái khu dành cho khách nhỏ phía sau. Đây là tài xế chính của đoàn. Xin chào các bạn. Chị Lưỡng với lại Phong Huy vừa mới gặp thầy Hải là chị trách nhiệm của thánh Nha Trang. Cảm tạ anh Chúa bởi vì chú đã sắm sẵn cho ông nào ở rất là tốt. Thì ở thánh Nha Trang có như các bạn sẽ ở, chúng ta sẽ tiếp tục ở vào 2 phòng cho đó sử dụng. Như ở Nha Trang giúp chúng ta về phòng mền gối, chăn chiếu cũng như về phần ăn sẽ được chuẩn bị đầy đủ cho chúng ta. Chúng ta sẽ có đủ sức khỏe để tham gia những cuộc chơi mà ban thanh niên chúng ta sẽ tổ chức vào dịp 34 này. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Diamond Bay. Và ở đây có một điều rất đặc biệt, khi mà bạn vừa bước vào cổng thì bạn sẽ được một cái xe điện rất là lớn như thế này chở chúng ta đi tham quan cả khu du lịch. Như các bạn biết, cái điện này có thể ngồi được khoảng 16 bạn hết rồi. Khoảng 16 bạn sẽ đưa chúng ta đi tham quan khu du lịch Diamond Bay. Bây giờ thì cùng mời các bạn cùng tham quan địa điểm mới của thanh niên năm nay. Xin chào các bạn đã tới vịnh Diamond Bay. Ở đây đặt tên là Vịnh Diamond vì các bạn thấy biển đã le xen lẫn vào trong một vòng núi tạo thành một cái vịnh, cho nên ở đây mình đặt tên là Vịnh Diamond Bay. Các bạn thấy một con đường dẫn ra biển rất là đẹp và sẽ rất là mát vào buổi chiều. Các bạn thấy được một con đường dẫn ra biển và đằng xa là chân trời, cảm giác chúng ta giống như hòa mình vào thiên nhiên. Này có những cái ốc đảo nhân tạo hay là nhất thiên nhiên nữa. Chơi lớn cũng được, rất là đẹp. Các bạn có thể kết hợp chụp hình cưới ở đây. Các bạn thanh niên nào có kế hoạch thì chúng ta nên lên kế hoạch cho ngày 34. Có một cái sân bóng đá chúng ta thấy tương đối rất là đẹp bên cạnh bãi biển. Nếu mà bạn nào mê thể thao, chúng ta sau khi tắm biển có thể lên đây đá banh.
rồi mệt chúng ta sẽ trở lại tắm biển tiếp. Đây cũng là một cái phương án dành cho ban sinh hoạt để có một cái khuôn viên riêng tư để chúng ta chơi. Làm gì nữa? Xin chào các bạn thấy đây là một cái kính viễn vọng. Với cái viễn vọng này thì chúng ta có thể nhìn xa ra tới tận đảo ngoài kia và những nơi rất là xa mình có thể quan sát từ đây. Hy vọng các bạn một cảm giác rất là đã khi chúng ta được chiêm ngưỡng biển vùng đảo rất là đẹp ở phía trước. Chương trình này chúng ta có thể quan sát được tất cả bãi biển, thấy một biển dài dài rất là đẹp. Xa kia có một cái sân dành cho những người đam mê thể thao trên biển nữa. Bãi biển có cả sự cuốn chiền nữa. Bãi cát trắng dài lớn rất là mãi mãi. Điểm tiếp theo của thành phố Nha Trang chính là suối Bạch Lâm, một khu du lịch rất là mới của Anthaland. Thì giờ này mình sẽ cùng đi vào suối Bạch Lâm để khám phá những điều thú vị bên trong. Xin mời các bạn. Có chữ cỏ nữa kìa. Hả? Ủa cái suối này tắm được không ta? Thấy suối này chắc tắm được á. Thưa quý vị các bạn, đây là suối Bạch Lâm, suối thiên nhiên. Cũng được tạm dựng thêm chúng ta thấy cái phao. Nước rất là mát và rất là trong hơn, chúng ta có thể sinh hoạt chơi trò chơi hoặc là thậm chí chúng ta tắm tại suối này. Các bạn có thể thấy một khung cảnh rất là đẹp, rất là mát thôi các bạn. Và bên tay phải cũng nữa là có những cái hàng chòi rất là mát, chúng ta có thể nghỉ ngơi ở đó. Nên những bạn nào không thích các bạn. Yeah.
15. Đây là một bãi cỏ rất là rộng với bãi cỏ rất là xanh mượt như các bạn đã thấy. Chúng ta sẽ có được nhiều phút rất là vui với những cái lần chiều cỏ như thế này. Với những bạn nào đã đi chiều cỏ ở vườn xoài Đồng Nai thì đây là một bãi chiều cỏ có thể bằng hoặc thậm chí cả hơn bãi chiều cỏ ở vườn xoài. Rất rộng và rất là mát. Tại nơi chúng ta đang đứng đây là những chiếc thuyền. Chúng ta sẽ dùng những thuyền này để cùng vượt suối. Một những trò chơi rất hấp dẫn của suối Thạch Lâm. Và các bạn thấy đây là điểm khởi đầu. Chúng ta bắt đầu vượt suối. Cái thuyền sẽ được đặt ở đây phải không? Nó sẽ đi theo cái... lớn.